trời ơi, sao nó âm u vậy nè. My vision, my vision. Gì đã cắt cặp cánh của ta? Ngươi quay lại muốn cắt cái gì của ta nữa hả? Không, ta không phải là người cắt cặp cánh của nàng, mà chính là chàng trai mà nàng đã mơ, đã mộng, đã yêu ở trong rừng. Hậu quả của sự mê trai. Maleficent của bây giờ đi sao? Còn đâu em của ngài hôm qua? Người bị thử thẻo cặp cánh coi. Người tàn tạ là người tươi tắn. Nhưng mà nàng còn những cái rất quý. Còn cái gì? Người đó là gì? Bên chiếc phòng lộng lẫy có một chiếc ghế lộng lẫy. Đó là ghế nóng. Cái ghế nóng của ta, ta tu luyện nó 500 năm cho nên nó rất là nóng. Người không đủ tài, đủ đức, không đủ tâm ngồi lên không khéo sẽ bị phỏng mông. Nàng nói chính xác. Chiếc ghế này chỉ dành cho những cặp đôi nào thật xuất sắc, họ có nhiều sáng tạo, hát đúng, hát hay, phối hợp ăn ý với nhau, điểm cao thì mới được ngồi trên ghế đó. Mà cũng không được bền lâu, cặp nào hay hơn, tuyệt vời hơn mới lại là cặp tiếp tục để ngồi lên. Ngồi nóng quá quéo luôn hả? Nói đi. Với điều kiện hãy cho ta nhìn thấy mặt các cặp thí sinh. À, đúng rồi, con xứng đáng ngồi ghế đâu phải không? Hãy xem đi. Ô, biết ghế nóng. Ghế nóng ngồi có phỏng không? Thì cực kỳ muốn ngồi ghế nóng. Anh dẫn em ra ngồi ghế đá. Vậy muốn ngồi ghế đó giờ sao? Tạt luôn. À. Làm sao để ngồi vô cái ghế nóng đó? Trời chiều. À, nói chiêu thì tôi một bụng chiêu này. Có một chiêu hay lắm. Đó, tôi sẽ thuê fan trội bà con tôi nhiều lắm, kéo ra đầy rạp luôn. Yeah. Ghế nóng. Sao nào bây giờ? Anh có một vũ khí bí mật cho em xem luôn. Em đã nghe ví Momo chưa? Là sao? Là một phần mềm cài đặt chúng ta có thể bình chọn cùng một lúc rất là nhiều tin luôn. Đầu tiên em phải download ví Momo. Có bình chọn luôn cặp đôi nào này? Đúng rồi, lựa chọn mã số bình chọn. Không một lúc ghi luôn nghe luôn vào ngay cho em. Số lượng tin nhắn nhiều nhất luôn cho em. Ok luôn. Đã được khác không thể đuổi kịp chúng ta được. Ghế nóng. Yeah. Chờ đấy. Yeah. Tuần này vì muốn ngồi ghế nóng. Minh Thư, Minh Trung. Nguy hiểm. Quế Vân, Nam Cường. Nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Em nói thiệt với anh nha, 30 năm nay em chưa biết dạ vũ là gì đó. Tuần này các anh em mấy bạn khỏi đến gần ghế nóng luôn, không chi là ngồi. Trời ơi, ghế nóng làm cái gì? Không ngồi ghế nóng, ngày mai anh dẫn em ra ngồi ghế đá bao nóng ha. Chụp tấm hình tự sướng, post lên Facebook cho khán giả mình chọn cho mình đó anh. Cười cười. Anh ơi, tuần này em muốn được ngồi ghế nóng. Dễ ợt. Xin thi hát đầu tiên. Vậy là được ngồi ghế nóng rồi. Quyết định chạy đi. Yeah. Ghế nóng hả? Mới ngồi. Ngồi đi. Cho phỏng luôn. Wow, wow, wow. Sao nàng thở ra dữ vậy? Chưa thi mà lo sân si. Được, ta sẽ cho mượn chiếc ghế nóng. Và ta muốn biết ai sẽ đủ tài, đủ lực ngồi trên chiếc ghế nóng của ta. Thôi giờ đi á. Đi, lên ổ. Đi cẩn gì? Ta sẽ giúp cho nàng đội cánh mây. Oh, biết. Cánh này khi nàng mang vào trong lòng nàng sẽ tràn ngập tình yêu thương. Nàng sẽ chia sẻ tình yêu thương với các cặp để thông cảm cho họ, để biết rằng họ vất vả lắm mới có tiết mục hay, họ gian khổ lắm và cực kỳ là lao động nghệ thuật không ngừng nghỉ để mang lại những phút giây ngắn ngủi trên sân khấu. Nàng mới chia sẻ điều đó giúp ta bằng tình yêu thương nhé. Được, tất cả các cặp thí sinh ta nguy hiểm. Well, well, well. Ai sẽ là người xứng đáng
ngồi trên chiếc ghế nóng hổi này của ta. Và cặp nào là cặp đủ tài, đủ giỏi để mà thay ta cai quản chiếc ghế nóng này, để ta quay về vương quốc của ta, ta điều trị vết thương vì ta bị chặt cái cặp canh. Cái ông nội phù thủy thanh bạch này cũng vậy, mang ta ra đây, dục ta ở đây đi đâu mất xác, đem con bỏ chợ vậy hả? Ta nguyên ta không bao giờ mê trai nữa. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Cặp đôi hoàn hảo mùa thứ ba. Và đêm nay chúng ta sẽ đến với một đêm chủ đề là đêm dạ vũ. Và trong đêm nay... Trai đẹp. Trai đẹp, trời ơi. Trời ơi, đâu có một trai đẹp quá vậy hả? Trai đẹp. Trai đẹp. Ta hả? Trời ơi, chàng ơi, sao chàng đẹp quá vậy? Chàng ơi, chàng có thể cắt bất cứ thứ gì trên cơ thể của ta. Chàng cắt tay ta đi nha chàng. À không, đừng cắt tay. Cắt chân ta đi chàng, cắt đi, em hiến dân đó, em hiến chân dân. Người ta dài tới nách, còn nách nàng dài tới chân, còn đâu nữa mà cắt. Vô duyên. Ồ, ta nhớ rồi, Maleficent. Không, ta không còn là Maleficent tiền hắc ám nữa, mà ta Maleficent tiền hắc xì dầu. Maleficent, bà làm gì ở đây vậy bà cụ? Đi tìm trai. Nói nghe nè, về vương quốc của ta nha. Nha, về vương quốc của ta đi. Nhưng mà bà ơi, tôi không biết lái máy bay. Hả? Từ lâu, bấy lâu nay tôi đâu có lái máy bay bao giờ đâu. Lái lần đi sẽ thích thôi mà. Nha, thích mà, về vương quốc của ta đi. Có chắc là thích không? Hết, về vương quốc của ta nha. Thôi thì hôm nay làm cặp đôi hoàn hảo, tôi cũng đang đơn lẻ một mình. À thế à? Nhưng nếu mà nàng muốn thì nàng phải làm theo ý của ta. Làm gì em cũng làm hết trơn á, làm cái gì hả chàng? MC. Wow, MC là cái gì? MC là một người mà chỉ đọc những cái gì mà biên tập viết. Đây đây, ở trong này có gì mình đọc như thế. Wow, trên vương quốc của ta không có mấy cái công việc này. Đọc cái này sao cái gì mà nó rối nụ trong này vậy? Có làm được không? Không. Vậy nàng đi về đi. Thôi được, 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 được. Vì chàng ta làm được hết đó, được. Rồi, và một yêu cầu nữa đơn giản thôi. Đứng thẳng lên. Nhìn vào cái máy đằng xa xa kia kìa. Khi nào mà có đèn đỏ lên sóng, đừng nhìn vào anh cameraman, đừng vào nhìn vào anh quay phim. Anh đó xấu hơn, xấu hơn chàng. Rồi, nhìn nàng phải có một kinh nghiệm là lúc nào mà cái máy đó đèn đỏ lên là nàng dù đang bất kể làm gì cũng phải tươi tỉnh. Bây giờ nàng cáu giận cho ta xem nào. Máy quay đèn đỏ tươi. Đó, chuẩn không cần chỉnh. Như vậy là làm MC được rồi đó. Nàng đã sẵn sàng chưa? Ta đã sẵn sàng. Vậy thì chúng ta bắt đầu. Khoan. Ta nói trước nha. Công việc này rất mới đối với ta. Trên vương quốc của ta không có. Nếu mà ta có quên, ta có lộn gì hãy nhắc ta nhé. Ta không nhắc đâu. Nàng sẽ mang về vương quốc của nàng bao nhiêu gạch đá của khán giả. Chàng ác quá. Rồi, ta làm việc nào. Sẵn sàng nha. Sẵn sàng. Quý vị thân mến, hãy cùng đến với chương trình Cặp đôi hoàn hảo mùa thứ ba. Và đêm nay chúng ta đến với chủ đề đêm dạ vũ. Và hãy cùng gặp lại 7 cặp đôi của chương trình. Cặp đôi đầu tiên đó là... diễn viên Vân Trang, mã số bình chọn 02. Ca sĩ Đinh Hương, người mẫu Ngang Phúc Vinh, mã số bình chọn 03. Ca sĩ Minh Thư, siêu mẫu Minh Trung, mã số bình chọn 04. Ca sĩ Đức Tuấn và MC Jennifer Phạm, mã số bình chọn 05. Và ca sĩ Nam Cường, người mẫu Quế Vân, mã số bình chọn 06. Ca sĩ Bùi Anh Tuấn và diễn viên Đình Hạnh Tú Vi, mã số bình chọn 07. Và thưa quý vị, thêm một tràng vỗ tay nữa dành cho ban nhạc của chương trình, ban nhạc Hoài Sa và nhóm bè Cadillac. Và tràng vỗ tay dành cho Mã Lệ Phi Cát, MC của đêm nay, nàng làm rất tốt.
Cảm ơn. Thưa quý vị, chúng ta đã trải qua đêm đầu tiên và các cặp thí sinh của chương trình đã có phần giới thiệu về mình hấp dẫn thông qua những tiết mục của họ, và quý vị khán giả đã bình chọn thông qua tổng đài của chúng tôi. Tổng đài đã khép lại vào lúc 9 giờ tối ngày hôm nay, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với kết quả bình chọn thông qua tổng đài 7557 và ví Momo. 7 cặp thí sinh, cặp được khán giả yêu mến nhất tuần vừa rồi. Phải cặp mình không? Tuần sau sẽ đến lượt chúng ta. Đó là cặp... ai? Nếu mà chúng ta tìm ra cặp đôi được yêu thích nhất trong tuần này của quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay thì có lẽ là chúng ta sẽ rất là khó. Nhưng trên cả nước, cặp được số lượng tiền bình chọn nhiều nhất là Vân Trang Quốc Đại. Xin chúc mừng. Mã số bình chọn 02, Mã Lệ Phi Cát, hãy đi trao món quà của tuần vừa rồi cho họ. Cặp đôi được yêu thích nhất tuần nhận được một cặp điện thoại Lumia 730. Xin chúc mừng các bạn, và xin được chúc mừng khán giả Vũ Thế Thắng ở số điện thoại 0918639248 ở Hải Phòng là khán giả may mắn tuần vừa rồi nhận được một phần quà trị giá 10 triệu đồng. Chàng, và chàng, một chiếc điện thoại Lumia 730. Đọc không chưa chàng? Đây phải không? Anh rồi này đẹp trai, à. Anh này đẹp trai nhất, anh này đẹp trai. Tặng anh đi, anh đẹp trai. Chàng ấy cũng đẹp trai nhưng mà không phải là phi công. Ủa chứ ai? Ủa cầm này hả? Xin lỗi anh nha. Đây. Ôi, anh giỏi quá, anh rất là xứng đáng. Con cũng giỏi lắm đó con gái. Xin lỗi con nha. Bây giờ ta Mã Lệ Phi Cát muốn nói với hai con một điều. Tối nay hai con phải hát cho thật hay để xứng đáng ngồi trên chiếc ghế nóng hổi của ta, được không? Hỡi thần dân trăm họ, tổng đài 7557 chính thức mở từ bây giờ. Ta mong thần dân trăm họ hãy bình chọn cho tất cả các cặp của các con của ta. Đừng bỏ các cặp nào hết nha. Và bây giờ ta Mã Lệ Phi Cát. Yên lặng để nghe Mã Lệ Phi Cát tuyên bố. Thần dân trăm họ hãy bình tĩnh. Hôm nay cặp nào ngồi trên ghế nóng của ta, thần dân trăm họ sẽ biết ngay thôi mà. Cuối chương trình sẽ biết ngay thôi đúng không? Có thể là cặp này, có thể là cặp kia, có thể là cặp nọ, có thể là cặp của đôi ta. Bây giờ ta nói cho thần dân trăm họ biết một điều. Ta Mã Lệ Phi Cát chuẩn bị đi ngủ một chút nha. Đừng rời khỏi màn hình, ta quay lại ngay đây. Xem ai selfie nhóm đông hơn. Wifi, Wifi kìa. Lumia 730 nè. Cũng là Lumia 730 mà. So tài selfie góc rộng người đông với Lumia 730. Camera trước 5 megapixel Full HD. Wifi, Wifi, Wifi. Với mỗi người chụp ảnh selfie nhóm, Lumia góp 1.000 đồng cho chương trình 1.000 bức ảnh triệu ước mơ. Tham gia ngay. Tọa lạc tại khu Tân Cảng, thành phố Hồ Chí Minh, Vinhomes Central Park, khu đô thị hiện đại và cao cấp bậc nhất Việt Nam, được đầu tư bởi Vinhomes, thành viên của tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư các dự án bất động sản quy mô lớn và cực kỳ uy tín tại Việt Nam như Vinhomes Riverside, diện tích 183 hecta, Vinhomes Royal City với 4.500 căn hộ, Vinhomes Palm City quy mô 12.000 căn hộ, chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng Vinpearl, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, hệ thống trường học liên cấp Vinschool là các thương hiệu nổi tiếng của tập đoàn Vingroup. Cùng Vinhomes tiên phong tạo ra tiêu chuẩn mới về chất lượng và giá trị cuộc sống, mang đến những trải nghiệm đẳng cấp cho cư dân và cộng đồng. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn tiêu chuẩn sống đẳng cấp bậc nhất tại Vinhomes Central Park, khu đô thị hiện
Quý vị khán giả thân mến, hãy cùng tiếp tục chương trình Cặp đôi hoàn hảo mùa thứ 3 và đêm nay là đêm dạ vũ. Chúng ta thấy có sự xuất hiện của Mã Lệ Phi Cát và đặc biệt là chiếc ghế nóng ở khu vực phòng truyền thông. Và ai sẽ là người ngồi trên ghế nóng đó, điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào ba vị giám khảo của chương trình. Và ngay bây giờ xin phép được giới thiệu giám khảo của chương trình, nghệ sĩ Thanh Bạch. Nhạc sĩ, ca sĩ Bảo Lan. Và xin được giới thiệu nam ca sĩ Quang Linh. Nhiệm vụ ngày hôm nay của ba vị giám khảo rất là nặng nề. Và thưa quý vị, khi đến với chương trình ngày hôm nay thì ngoài điểm của ban giám khảo, quý vị đều biết đó chính là phần nhắn tin của quý vị khán giả. Hãy thể hiện tình cảm của mình đối với các cặp thí sinh thông qua việc nhắn tin mã số bình chọn của họ gửi về tổng đài 7557 hoặc sử dụng ứng dụng ví Momo chuyển tiền qua di động. Đây là một ứng dụng rất là đặc biệt. Và khi nhắn tin cho các thí sinh, quý vị có thể nhắn tới 15 tin cùng một lúc, và 3 tin đầu tiên thì được miễn phí. Và với những quý vị khán giả may mắn trong đêm nay thì quý vị nhận được một phần quà là 10 triệu đồng và một chiếc điện thoại Nokia Lumia 730 từ nhà tài trợ là công ty công nghệ FPT Shop. Còn bây giờ thì chúng ta hãy sẵn sàng cho phần thi đầu tiên. Mã số bình chọn 01, Dương Hoàng Yến và nhà thiết kế Hà Duy. Hey!
thì Hoàng Yến và Hà Duy. Một câu chuyện rất là dễ thương về một cô nàng ham vật chất với một anh công tử dởm đời. Họ đã kể cho chúng ta câu chuyện đó và mang đến một cái kết tôi nghĩ rằng là ngắn gọn và thú vị ở trên sân khấu này. Và cùng với điệu tango đó, họ đã ghi dấu ấn tượng trong đêm nay với phần trình diễn đầu tiên. Xin được chúc mừng một lần nữa cho Dương Hoàng Yến và nhà thiết kế Hà Duy. Hãy nhớ mã số bình chọn của họ luôn thưa quý vị, đó chính là mã số 01. Và hãy gửi về tổng đài 7557 của chúng tôi hoặc sử dụng ứng dụng ví Momo chuyển tiền qua di động. Với ứng dụng này thì quý vị có thể nhắn cùng một lúc tới 15 tin nhắn. Và kính thưa quý vị, theo quy định chống spam của Bộ Thông tin Truyền thông thì một thuê bao tối đa một ngày chỉ nhận được 30 tin nhắn và trong vòng 5 phút chỉ được nhắn tối đa là 3 tin mà thôi. Quý vị hãy lưu ý đến điều này để có thể thuận lợi trong việc nhắn tin của mình và quý vị cũng có thể xem xét nếu tin nhắn của mình chưa được phản hồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn tiếp theo. Đây là một phần trình diễn mà tôi nghĩ rằng chắc chắn quý vị cũng sẽ rất là nhiều bất ngờ và rất là nhiều ấn tượng khi họ sử dụng những thủ pháp trên sân khấu. Một màn trình diễn mà tôi nghĩ rằng hai bạn này đã rất sáng tạo. Thì chúng ta hãy cùng đến với cặp thí sinh ngay sau đây. Đó là ca sĩ Nam Cường và người mẫu Quế Vân. Để quên em, để xóa tên em, tao mình em.
anh dù biết xa xôi, sao anh ra đi quá vội, giận lòng anh đã ra đi còn mỗi riêng tôi. Đừng đến nghe tiếng nói, phải làm sao để quên em từ xa. Chúc mừng cho Nam Cường và Quế Vân. Còn bây giờ thì bước xuống an toàn nhé. Các bạn biết không, đây có thể gọi là cặp đôi chân đất. Tôi nhớ ở live show đầu tiên các bạn cũng chân đất. Lần này cũng chân đất luôn đúng không ạ? Mặc dù là đêm dạ vũ và chúng ta có thể là thấy vài điểm nhấn thôi, với vũ đạo hiện đại thì các bạn cũng đã mang lại cho phần trình diễn của mình rất là màu sắc. Và một lát nữa thôi thì chúng ta sẽ xem là ý kiến của ban giám khảo thế nào. Còn bây giờ thì tôi chỉ muốn nói với quý vị khán giả, quý vị hãy nhớ mã số bình chọn của Nam Cường và Quế Vân là 06 và tổng đài của chúng tôi là 7557. Hoặc quý vị có thể sử dụng ứng dụng ví Momo để ủng hộ cho cặp đôi mã số 06. Còn bây giờ 01, các bạn hãy bước ra đây nào. Xin mời nhà thiết kế Hà Duy và ca sĩ Dương Hoàng Yến cùng với Nam Cường và Quế Vân hãy lắng nghe những lời nhận xét của ba vị giám khảo. Kính lão đắc thọ, chúng ta mời anh Thanh Bạch được không ạ? Anh xin được nhường cho một người phụ nữ duy nhất của chúng ta ngồi đây à, Lady First Vẫn Hơn ạ. Vâng, anh đã nói thế thì xin mời Bảo Lan. Lúc nào bà Nguyệt cũng được nhường hết. Cặp đôi của Hà Duy và Dương Hoàng Yến hồi nãy các bạn, khi mà các bạn xuất hiện lần đầu tiên, các bạn mặc màu xanh coban, ban giám khảo rất là phấn khởi, bởi vì hôm nay chúng tôi cũng chuẩn bị rất là kỹ màu xanh coban, định xin tí rằng sau chụp Facebook. Tôi tưởng là lo lắng. Hôm nay cái tiết mục mở bàn của các bạn rất là vui nhộn. Và Hà Duy hôm nay chị thấy là em đã tự tin hơn rất là nhiều. Và em diễn như là một người đàn ông mà có một cái phong thái rất là lãng tử. Và cái đó của em làm cho bạn diễn của em hôm nay cũng phóng khoáng theo rất là nhiều. Hôm nay Hoàng Yến có những chỗ em phấn khởi quá và em hát còn thậm chí còn hơi chênh. Hà Duy hôm nay đã hát rất là chắc chắn và tiết mục của tụi em hôm nay mang đến một cái sự hứng khởi cho cái phần mở đầu rất là tốt. Chị rất là thích. Và điều rất tuyệt vời là các em đã cái hôm đầu tiên á, để một cái bài hết sức trữ tình lãng mạn trên đỉnh Phù Vân, thì bây giờ lại chọn một cái chất hoàn toàn khác để tạo nên một sự tương phản rất là lớn. Và tôi cũng rất bất ngờ về cái phần nhảy của các bạn. Phần nhảy tango của các bạn, nhất là Hoàng Yến, hôm nay chân đá rất là thẳng, rất là tự tin. Vâng, chỉ có một điều duy nhất là khi cái điều này có khi các bạn không chú ý, vì vậy cho nên các bạn bị sơ sót cái phần vô thực vật, tức là diễn những cái mà nó không có trước mặt mình. Bạn ngồi sau cái xe, bạn đang lái xe, nhưng cái cảm giác lái xe của bạn, bạn không tưởng tượng được chính xác. Và cả bạn mở xe, xe có cửa, thì phải, dù nó không có cửa, nhưng mình phải tạo cảm giác như là nó có. Thì cái điều này, lần sau hãy chú ý hơn, những cái gì không có thực vật, không có đồ đạc, thì mình làm cho nó chuẩn xác, và cảm giác của khán giả sẽ cảm nhận được tốt hơn. Tôi xin có một ý kiến nhỏ chỗ này. Đây là một bài hát. Alo. Đây là một bài hát của Minh Quân. Và tôi thì là một người chơi rất thân với Minh Quân. Minh Quân là một ca sĩ rất là năng động, và anh ấy thường quan tâm những vấn đề của xã hội. Mà bài hát này là một bài hát nói về một thời mà nhất là trong giới showbiz hay nổi lên là cái sự ham vật chất của mọi người. Tôi nghĩ là không phải trong giới showbiz đâu. Hiện nay vật chất đang ngự trị trên toàn xã hội chúng ta. Đó, cho nên bài hát này bạn nói là rất là tâm đắc với bạn giám khảo. Thưa ba vị giám khảo, mặc dù vị trí của ba vị giám khảo là rất quan trọng, nhưng mà chúng ta vẫn cần hướng về thí sinh nhỉ? Và ví dụ như có những người dùng những cái đồ hiệu để muốn là nói lên cái đẳng cấp của mình, nhưng mà thực chất là trong cuộc sống có những người ta không sạch. Đẳng cấp của mình lên thôi. Thì đây là một bài hát mới phán như vậy. Hôm nay thì tôi thấy Duy hát rất hay, hát cực hay. Chỉ có điều hôm nay Duy lại bị một vài chỗ là hát thì hay, diễn cũng rất là tốt. Tuy nhiên có một vài chỗ tự nhiên Duy căng thẳng lắm. Anh để ý như vậy. Em đang diễn ngon thì tự nhiên anh thấy mặt em lại khựng lại.
Còn Yến thì hôm nay Yến sung quá cho nên có mấy đoạn điện nó hơi bị cao, nó hơi bị tăng lên tí xíu. Thì em cẩn thận chỗ đấy. Chúc mừng tiết mục của hai em. Còn về tiết mục của Cường với Vân thì hôm nay anh Linh rất là bất ngờ. Quế Vân như là một ca sĩ hát hay thực thụ luôn. Bởi vì đối với một ca sĩ khi hát mà đứng ở trên cái đạo cụ là một cái mặt trăng đó mà di chuyển á, để giữ được cái cột hơi thì rất là khó. Mà anh nghe, anh rất là, anh soi rất là kỹ thì anh thấy cái hơi thở của em rất là căng, rất là đều. Và cái bài hôm nay cả phần dựng lẫn phần hát của em, hai em thật là hoàn hảo, thật là hay. Xin chúc mừng cho đội hai em nhé. Xin được cảm ơn giám khảo Quang Linh, và tôi thấy cả anh Thanh Bạch và chị Bảo Lan có những sự gật gù. Chính vì vậy ngay bây giờ xin phép ba vị giám khảo là tôi muốn biết ngay số điểm của ba vị giám khảo dành cho hai cặp thí sinh. Trước tiên là cặp mang mã số bình chọn 01, nhà thiết kế Hà Duy và ca sĩ Dương Hoàng Yến. Chúng ta sẽ biết được số điểm đầu tiên là từ giám khảo Quang Linh. Tôi cho 9 điểm. 9. Bảo Lan, tôi cũng là 9. 8,5. Như vậy là các bạn giành được tổng số điểm là 26,5. Và với cặp của Nam Cường, Quế Vân, số điểm của các bạn là như nào? Bởi vì các bạn chưa được lắng nghe nhiều nhận xét. Đầu tiên là giám khảo Quang Linh. Tôi cho 9,5. 9,5. Xin chúc mừng các bạn. Mời chị Bảo Lan. Cặp đôi này tôi rất là thích cái phần bè của Quế Vân. Bạn luôn rất là cố gắng trong cái phần thể hiện bè của mình. Và hôm nay các bạn hát phần rất là cảm xúc. Và tôi sẽ dành số điểm cho các bạn là 9. 9 điểm. Chúc mừng các bạn. Xin mời anh Thanh Bạch. 8,5. Như vậy là cặp đôi Nam Cường và Quế Vân các bạn được 27 điểm. Và cặp đôi mang mã số bình chọn 01 Dương Hoàng Yến và nhà thiết kế Hà Duy các bạn được 26,5 điểm. Xin mời các bạn về khu vực ghế nóng của phòng truyền thông. Wow. Chúc mừng các bạn nha. Wow, còn hãy thử không? Cảm giác ngồi trên ghế nóng xem nào. Các con xuống đây với ta. Ngồi đây. Hai con ngồi đây. Trời ơi. Hai con tạm thời được ngồi trên cái ghế nóng của ta. Ô cha. Bây giờ người con hát hay quá, là con bánh này ra coi. Con bánh anh chút, không, con bánh chút, con chéo giò lên. Trời ơi, ngồi coi con hát mà thấy cặp đùi của con dài miên man, ta là tiên mà cặp đùi ta nó ngắn ngủn mà trời. Ôi con hát hay quá. Nhưng ta nói hai con nghe thế này, hai con ngồi trên ghế nóng này hai con đừng có vội mừng. Còn hai con ngồi trên ghế đá này hai con đừng có vội buồn. Bởi vì sao? 50% số điểm của ban giám khảo chưa chắc là giỏi đâu nha. Còn lại 50% bình chọn của khán giả nữa. Khán giả hãy bình chọn cho cái cặp của con số mấy? Mã số mấy? 01 ạ. Hãy bình chọn cho cặp mã số 01 này để được ngồi trên ghế nóng của ta dù chỉ một lần. Bình chọn càng nhiều nha, các con yên tâm nha, các con đừng có buồn nghe không. Còn hai con á cũng kêu gọi khán giả bình chọn nghe không, cứ ngồi đây khán giả cứ tưởng là số 1 rồi, khán giả quên bình chọn, hai con sẽ không còn ngồi ghế nóng nữa mà xuống cái ghế đá, thậm chí ghế súp đó nghe con. Hỡi thần dân trăm họ, bây giờ ta muốn nói một điều với thần dân trăm họ. Ta nghỉ giải lao chút xíu nha. Đừng rời khỏi màn hình, ta quay lại đó, quay lại liền đó nha.
Quý vị khán giả thân mến, hãy cùng tiếp tục chương trình Cặp đôi hoàn hảo. Ở đêm thứ hai của mùa thứ ba, chúng ta đến với chủ đề đêm dạ vũ. Và ở đêm nay, rõ ràng các thí sinh phải cố gắng hơn rất nhiều, bởi vì họ không chỉ hát mà còn phải nhảy nữa. Và chỉ với hai tiết mục đầu tiên thôi, chúng ta thấy rằng sự tiến bộ của từng cặp thí sinh. Và điều đó có được một phần là nhờ công của giám đốc âm nhạc Phương Uyên. Và với cặp thí sinh tiếp theo, thưa quý vị, chúng ta cũng có thể thấy rằng họ cũng đã hát hay hơn rất nhiều. Cặp đôi tiếp theo là ai? Quý vị hãy cùng theo dõi.
Xin chúc mừng cho Jenny và Đức Tuấn. Quả thật là với Phan Anh, một người bạn của họ khi xem phần trình diễn này khá là lo lắng, bởi vì Đức Tuấn có trêu trong buổi tổng duyệt là đáng lẽ ca khúc là Vũ Nữ Thân Gầy, nhưng mà Tuấn rất là vất vả với phần này. Nhưng mà buổi tối ngày hôm nay thì Tuấn đã làm, tôi nghĩ rằng rất là xuất sắc. Một lần nữa xin được chúc mừng Jennifer Phạm và Đức Tuấn. Và thưa quý vị, mã số bình chọn của cặp đôi này là 0505. Và quý vị hãy nhấn tin về tổng đài của chúng tôi là 7557 hoặc thông qua ứng dụng ví Momo. Với ứng dụng ví Momo thì quý vị có thể nhắn tới 15 tin nhắn cùng một lúc và miễn phí 3 tin nhắn đầu tiên. Hãy một lần nữa nhớ mã số bình chọn của cặp đôi Jennifer Phạm và Đức Tuấn là 05. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với phần trình diễn của cặp đôi tiếp theo. Có sao không? Tôi xin lỗi. Tôi xin phép. Em yêu anh. Mới gặp lần đầu sao yêu được? Em bị trúng tiếng xe ái tình. Cảm ơn bố hòa của cô. Nhưng mà tôi nghĩ trên cuộc đời này á, không có tiếng xét ái tình đâu. Tôi đi ạ. Tiếng sách ái tình đã làm cho anh thao thức không có ngủ được, lúc nào anh cũng nhớ em Hương ơi là Hương. Em nói anh nghe nè, trên đời này không có tiếng sách ái tình. Không, vẫn có tiếng sách ái tình em ơi. Lần đầu anh gặp em là anh đã yêu em rồi Hương. Hương. Anh ơi. Hương. Hương. Hương ơi. Hương. Hương. Trời, ướt hết cả người. Hôm nay là ngày gì vậy ta? Sáng sớm ra đường gặp một cô gái thật là kỳ lạ, chiều về thì mưa gió ầm ầm. Cái gì mà tình yêu sét đánh chứ? Trên đời này tôi không có tin có tình yêu sét đánh đâu. Nếu có tình yêu sét đánh hả, cho thiên lôi với tôi luôn. Qua những nỗi đau thương này, dần lòng ta xây cho quên đi đôi mắt vô tình, ánh mắt đắm đuối đôi môi đam mê, đôi tay buông lơi em yêu đã diễn ra trong một đêm ôi mê buồn. Vì yêu em nên ta đã hoa ngây ngô rồi, mỗi sáng mỗi tối ta điên ta say vời bồng men, đã thế những nỗi đau thương chua cay đâu không ai hay, khi em đã bước chân theo thuyền vui kia đi rồi. Nào ngờ em quay lưng cho ta quá đau buồn, giữa con đời làm người tình si quá mê dài, ôm lòng vỡ nát chút hết trong ly rượu nồng. Gặp anh đêm mây làm lòng mình như ngây dại, trong phút giây đến với anh nồng xa,
hát yêu nhau lời tình si mê em có hay không nào? Sốt mai những chén chua cay đầy đều bêu như cá ru cá buồn lang thang bước với nỗi nhau với trái tim đã tình nguyện. Sao cố gắng giữ thêm 5 giây nữa. Đó là một lời thách thức, bởi vì trong chiều ngày hôm nay thì Nhan Phúc Vinh có giữ Đinh Hương không được lâu như vậy. Tôi bảo phải cố gắng hơn. Các bạn rất là liều lĩnh khi mà mang nhiều điệu vào trong cùng một phần trình diễn của mình. Tuy nhiên các bạn tôi nghĩ là làm rất là tốt. Và quý vị hãy nhớ mã số bình chọn của Nhan Phúc Vinh và Đinh Hương là 03. Chúc mừng các bạn hả? Còn bây giờ thì tôi nghĩ rằng là ở khu vực ghế nóng của phòng truyền thông thì Nam Cường, Quế Vân đang rất là hồi hộp, không biết là có ai sẽ chiếm ghế nóng của mình hay không. Xin mời các bạn, Jennifer Phạm và Đức Tuấn, xin mời các bạn ra đây ạ. 05 và 03, cặp nào sẽ giành chỗ của 06? Chúng ta hãy cứ chờ xem. Các bạn có muốn biết điểm luôn không? Vâng, và xin mời ba vị giám khảo của chúng ta hãy đưa ra nhận xét. Và với lần này thì tôi nghĩ là tôi muốn bắt đầu từ... Bây giờ nhìn mặt ba vị giám khảo mới thấy là khó đúng không ạ? Các bạn đều nói là Quang Linh đúng không ạ? Vâng, xin mời anh Quang Linh. Vâng, lúc mà tiết mục của Tuấn với Phơ thì... xin lỗi, của Đức Tuấn và Jennifer... Tại tôi gọi thân mật, tôi hay gọi như vậy. Tôi xin lỗi. Tôi hết hồn. Nhất là có những cái động tác mà bưng bê ấy, thì là tôi thấy anh Tuấn anh đi tập thể dục cũng đều lắm. Nhưng mà hình như cũng không biết chị Phơ nặng quá hay sao mà xém té mấy lần tôi ngồi như này tôi hồn. Tôi cứ sợ hai người té ra đấy. Tuy nhiên tuần này thì tôi xin có lời khen cho Jennifer. Tuần này Phơ hát hay hơn tuần trước thôi. Hay bằng lần đầu tiên anh nghe chưa? Khoan, xin lỗi, là bởi vì theo quan điểm của tôi và tiêu chí của tôi thấy là chỉ cần mỗi tuần mà Jennifer tiến lên một điểm thì đối với tôi đấy là cả một cái sự thành công rồi. Lần trước thì ví dụ như lần trước Phơ trong mắt tôi khoảng 3 điểm thì lần này em đã lên được 4 điểm rồi. Mà chương trình của mình có tới 9-10 live show thì hy vọng là đến show cuối cùng là em sẽ đạt đúng 10 điểm. Tôi hy vọng như vậy. Xin chúc mừng em. Còn bên cặp tiếp theo. Rồi, xin mời anh. Ở đây á, hôm nay cho đến giờ phút này, cho đến thời điểm này thì đêm dạ vũ cặp của các bạn là nổi bật nhất trong vấn đề sử dụng khiêu vũ. Bạn Đức Tuấn đã tránh được cái trường hợp là phải lên tông như lần trước cái bài hát. Lần này hai giọng của các bạn bổ sung cho nhau rất là tuyệt vời. Và riêng trong nghệ thuật thì không cần cái sự dũng cảm. Jennifer và Đức Tuấn hôm nay rất dũng cảm, đã nhảy hết mình, coi như là liều mạng. Cái điểm này rất là cần thiết, bởi vì mình an toàn quá thì nó sẽ thiếu những sự bứt phá. Và chính cái điều đó cho nên
những cái sơ suất của các bạn là cái sự nỗ lực đáng yêu và tôi thích tiết mục của các bạn. Vâng, và chúng ta sẽ chuyển sang cặp tiếp theo ạ. Xin mời. Phần hát của hai bạn rất là hay. Tuy nhiên trong cả một tiết mục thì hầu như không có thấy ý tưởng dàn dựng mấy. Chỉ có mỗi cái kết cuối cùng là một cái động tác bưng bê nhưng mà cũng xém té. Thì một lần nữa xin được chúc mừng tiết mục của hai bạn. Các cặp đôi rất cố gắng đây ạ, thưa ba vị giám khảo. Bây giờ thì chúng tôi rất mong muốn là ba vị giám khảo hãy cho chúng tôi biết rằng cặp đôi nào có thể giành được ghế nóng ghế hay không ạ. Số điểm cho từng cặp đôi. Trước tiên là cặp đôi của Đức Tuấn và Jennifer Phạm. Xin mời giám khảo Quang Linh. Tôi cho 9 điểm. Chúc mừng bạn. Bảo Lan. Riêng về cặp đôi này thì hôm nay tôi thấy là chưa có cái sự kết nối nhiều về mặt âm nhạc. Các bạn diễn xuất rất là tốt nhưng mà hơi tiếc một chút là cái mặt kết nối với âm nhạc thì nó làm cho tôi cảm thấy là hơi tiếc một chút vì các bạn có thể làm hay hơn nữa. Và số điểm của tôi dành cho các bạn là 8,5. Và xin mời giám khảo. Và tôi cảm thấy sự nỗ lực ra ngoài vòng an toàn là điều cần phải làm của tất cả các cặp đôi. 9 điểm, chúc mừng các bạn. Còn bây giờ, cặp mang mã số bình chọn 03, Nhan Phúc Vinh và Đinh Hương. Không biết là họ có bị áp lực bởi khán giả đang có mặt trong trường quay không? À, không ạ. Xin mời anh Quang Linh. Vâng, cặp đôi này thì các bạn không có phần nhận dựng theo cái cách nhìn nhận của tôi. Nhưng mà bởi vì hai bạn hát tốt cho nên tôi cho 9 điểm. Cảm ơn anh. Bảo Lan đánh giá thế nào về cặp đôi này ạ? Số điểm mà Bảo Lan đưa ra. Về phần hát của Nhan Quốc Vinh thì tôi muốn là bạn phải mạnh mẽ hơn một chút nữa. Bạn đàn ông hơn như là cái hình thể của bạn vậy. Tại vì tôi thấy là Đinh Hương rất là mạnh mẽ và đôi lúc thì Đinh Hương đã lấn át mất Nhan Quốc Vinh rồi. Thành ra tôi muốn các bạn sẽ có một cái phần kết nối nó hòa hợp hơn nữa. Số điểm của tôi dành cho các bạn có lẽ là sẽ thấp hơn cái sự mong mỏi của tôi. Đó là 8,5. Xin cảm ơn chị, nhưng chị cũng phải lưu ý đấy, phong Nhan cách rất là tin mà. Thì đã sử dụng được diễn xuất của mình rất là thuyết phục để phối hợp với Đinh Hương. Xin được chúc mừng hai bạn. Xin được chính điểm. Chúc mừng cho hai cặp đôi. Và như vậy nếu như là Phan Anh học không có dốt toán thì rất là tiếc các bạn chưa giành được ghế nóng kia. Tuy nhiên xin mời các bạn về khu vực truyền thông để cùng chúc mừng cho cặp đôi của Nam Cường và Quế Vân vẫn giữ được ghế nóng. Xin mời các cặp đôi. Mời các bạn xuống đây, các cô ơi, xuống đây. Trời ơi. Hai con qua đây. Rồi, hai con ngồi đây. Ngồi xuống. Trời ơi. Con muốn ngồi đâu? Con muốn ngồi đây hả? Vậy ta quá phép cho nó biến mất nha. Thôi, cái gì cũng có sự công bằng. Nhưng đối với ta, ta thấy hai cặp hát rất là hay. Nhất là anh, nó Phan Nhan Phúc Vinh ơi, anh hát hay quá à. Anh hát mà làm em nhớ là người yêu của em khi cắt cặp cánh của em ghê vậy đó. Nhưng mà thôi, lần này không được ngồi thì lần sau chúng ta sẽ ngồi. Quý vị khán giả thân mến, quý vị khán giả hãy bình chọn cho những cặp quý vị khán giả yêu thích. Ví dụ như cặp này là mã số 05. Cặp kia mã số 03. Cặp nọ mã số 04. Cặp con 06. Và nhớ luôn luôn bình chọn, đừng bỏ rơi các cặp thí sinh của ta nha. Và hãy gửi về tổng đài 7557 hoặc ví Momo. Còn bây giờ ta mời các con đi uống nước giải lao chút xíu nha. Chúng ta quay lại ngay bây giờ đó.
mời quý vị tiếp tục chương trình đêm nay và chúng ta sẽ đến với một phần trình diễn của cặp đôi mang mã số 07. Đây là một cặp đôi mà lúc nào cũng nhận được sự chú ý rất lớn của những khán giả đến ủng hộ ở trong khu vực trường quay. Và mỗi lần khi Phan Anh giới thiệu, Phan Anh luôn luôn cảm thấy sức ép từ những khán giả này, bởi vì dường như là tiếng của mình không át được tiếng của họ. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Bùi Anh Tuấn và Tú Vị. Chiều về mua ô tô xe máy Mấy ngày hôm nay ế ẩm quá. Hôm nay ngày lành tháng tốt, lại đông người ở đây nữa, hy vọng là sẽ khá khẩm lên. Sơn bên Tây à? Dạ. Ở Việt Nam mình có anh Sơn nhảy Michael đẹp lắm. Hay là nhảy theo kiểu của anh Ngọc Sơn nha. Oh, really? Yeah. Oh, okay.
đời chân mây cuối trời cho ai con tim khờ dại cho ngày tình yêu đến trong cuộc đời lần này người ấy muốn yêu yêu dài lâu mãi mãi lần này người ấy muốn yêu yêu một người mà thôi một tình yêu chẳng còn tin Bùi Anh Tuấn và Tú Vi chắc chắn là rất nhiều người đã được tìm thấy một tình yêu trong đêm nay cho cặp đôi mang mã số 07. Làm sao mà không yêu được chứ, một chàng ăn mày nhưng lại rất là đẹp trai, hát hay và lại có điều nhảy Michael Jackson lạ như vậy. Và đặc biệt hơn nữa, tôi nghĩ rằng ngày hôm nay Tú Vi rất là dễ thương và điều đó sẽ khiến cho các bạn ghi điểm. Đó là phần trình diễn của cặp đôi mang mã số bình chọn 07. Còn đêm nay với cặp đôi tiếp theo đến với đêm dạ vũ, họ đã mạo hiểm khi lựa chọn cả nhảy hiện đại Sampa và Pasodop cho phần trình diễn của mình. Đó là cặp đôi mang mã số 04, Minh Trung và Minh Thư.
sẽ muốn nhớ em từng giờ, làm sao xóa đi bao vết thương sâu trong lòng anh. Anh không cho mãi môi hôn buồn dại, anh khát khao mãi đôi tay ngày nào, là gì vắng quá khứ mà thôi, để anh phải quên. Yêu dấu đi đã trôi xa thật rồi, theo gió bay đến nơi phương trời nào, chỉ còn anh và em với bao yêu thương ngọt nhòa. Để giấc mơ ấy chia đôi ngả đường, để tình yêu ấy đơn riêng mình ta. Là gì vắng quá khứ đã qua, em anh phải quên. Vì ai đã bước đi mãi không về, vì ai lỡ quên bao câu lời thề. Những cái chỉ người muốn xa đi chẳng tiếc thương. Ngày trôi qua sẽ vui lắm hy vọng, chẳng còn dấu yêu cho anh mơ mộng. Sẽ nỗi buồn gạt đi rồi bước qua. Vì ai đã bước đi mãi không về, vì ai lỡ quên bao câu lời thề. Những cái chỉ người muốn xa đi chẳng tiếc. Chúc mừng các bạn, Minh Trung và Minh Thư. Mã số bình chọn 04. Có thể nói trong đêm nay, nếu mà chủ đề chúng ta đêm dạ vũ, thì các bạn đã thể hiện những điệu nhảy rất là rõ nét. Và đó là một điều mà chúng tôi phải chúc mừng các bạn, khi mà các bạn thể hiện được điều đó thành công ở trên sân khấu này. Rất là vất vả thưa quý vị, khi mà vừa hát vừa nhảy như vậy rất là mệt, và họ phải cố gắng rất là nhiều. Một lần nữa hãy nhớ mã số bình chọn của cặp đôi Minh Trung và Minh Thư là 04 thưa quý vị. Hãy gửi về tổng đài 7557 hoặc sử dụng ứng dụng ví Momo. Còn bây giờ Bùi Anh Tuấn, Tú Vi, cặp đôi dễ thương, mời các bạn trở lại đây. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhận xét của ba vị giám khảo, và dường như với hai phần trình diễn vừa rồi, đây các bạn là nhân vật chính, xin mời các bạn ra phía trung tâm này. Chúng tôi đang kỳ vọng là trước cái nóng kia đổi chủ. Nam Cường và Quế Vân ở phòng truyền thông đừng có giận. Bây giờ thì Bảo Lan. Lại ông đi qua, lại bà đi lại nhìn vào đây. Bà muốn xin điều gì? Bùi Anh Tuấn ơi, hôm nay cặp đôi của các em có một cái tiết mục rất là thú vị. Ông ăn mày ngồi đó, nhưng mà dạ, ăn xin theo một cái cách rất là bất cần. Lại ông đi qua, lại bà đi lại, tới thì cho xin, tới thì xin, mà không tới thì dường như là cũng không cần. Và chị ấn tượng nhất em là bởi vì em đã nhảy một cái điệu nhảy của thần tượng của chị 10 năm trời, Michael Jackson, và em nhảy đúng là theo Tú Vi nói là nó quá lạ. Cái phần trình diễn của các em hôm nay, cái điểm mà các em có được ở trong cái bài biểu diễn này, đó là cái sự sáng tạo và cái hài hước đem đến cho khán giả. Và điều đấy thì làm cho chị cũng cảm thấy rất là thích thú. Tuy cái phần hát nó vẫn còn hơi đơn giản quá, nhưng mà cái phần giải trí các em đem lại rất là tốt. Vậy còn với cặp đôi của Minh Trung và Minh Thư thì Bảo Lan nghĩ sao? Khán giả thấy sao ạ? Bốc lửa không ạ? Minh Thư em nhảy rất là đẹp. Hôm nay khi mà em xuất hiện thì với một dáng vóc của một người mẫu, và khi em bắt đầu vung những cái động tác đầu tiên thì chị lại cảm thấy em như là một vũ công thực thụ. Em nhảy rất là đẹp. Minh Trung cũng vậy. Khen thì phải cho điểm cao đấy nha. Tất nhiên rồi. Chị đã thấy Minh Trung đã từng đi hát và biểu diễn. Cũng đã nhảy và hát rất là nhiều, cho nên khi mà em xuất hiện trên sân khấu với những động tác nhảy và hát như vậy thì chị cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Chị biết là cái phần biểu diễn của các em hôm nay ấy, phải dùng sức rất là nhiều, cho nên phần hát của em nó trông chênh, và cái điều đấy chấp nhận được bởi vì tụi em phải làm quá nhiều công việc trong một bài hát. Và phần trình diễn của tụi em hôm nay theo chị là thành công, bởi vì nó tạo được hiệu ứng sân khấu rất là tốt. Quan trọng là không khí mà chúng ta nhận được, đúng không? Và ngay bây giờ thì chúng tôi chờ đợi số điểm của ba vị giám khảo để tiếp nối không khí này ạ. Đầu tiên là cặp của Bùi Anh Tuấn và Tú Vi, mã số bình chọn 07.
Chúng ta sẽ đến với điểm giám khảo Quang Linh. Anh cho cặp đôi mã số 007. Tôi rất thích tiết mục của Tuấn với là Vi. Có cái phân gian dừng vào tiết mục rất là hay. Tự nhiên tôi nhớ quê hương của mình rồi. Rất là hay. Ý tưởng tuyệt vời. Tuy nhiên đáng nhẽ là tôi sẽ cho các bạn điểm tuyệt đối. Nhưng mà có một phần nếu tôi lại, đó là tôi thấy là Nguyễn Tuấn bạn có thể làm được hơn nữa. Nhưng mà tôi nhìn lên ở bạn tôi vẫn thấy vẫn có cái gì đó. Bạn vẫn rất là hơ hững, bạn chưa cố. Chứ đối tôi nghĩ là bạn cố lên một tỷ nữa là bạn sẽ nhảy ý chàng anh Sơn. Và số điểm tôi dành cho bạn là 9,5. Chúc mừng các bạn. Bảo Lan cho bạn số điểm là 8,5. Bùi Anh Tuấn, Tú Vi ở đây nhảy kết hợp rất tuyệt vời. Khi các bạn mang một cái không khí của Broadway, tất cả những vũ điệu được đưa vào cơ thể và điều đó các bạn vẫn giữ được sự tuyệt vời về vậy giọng hát, cho nên là... kết quả là 10. Điểm đầu tiên trong chương trình năm nay. Như vậy là các bạn ghi được số điểm là 28 điểm với cặp đôi Minh Trung Minh Thư. Mình chọn 04 ạ. Tôi xin có lời khen dành cho Minh Thư. Hôm nay Minh Thư hát rất hay, rất hay. Còn riêng về Trung thì Trung để ý một tí là trong cái bài vừa rồi là tại vì em phải vừa hát vừa nhảy cho nên sẽ rất là khó. Thì tôi không nói nhiều, tôi chỉ nói là đối với nam khi nhảy thì tránh lắc bờ vai, bởi vì như vậy thì nhìn nó sẽ bị yếu. Bạn có thể nhảy ở chuyển động ở những khoảng hát nhưng mà vai thì vẫn phải giữ nguyên. Và số điểm mà tôi dành cho hai bạn là 9 điểm. Xin chúc mừng Minh Trung và Minh Thư. Và số điểm của Bảo Lan dành cho Minh Trung Minh Thư cũng là 9 điểm. Điểm của giám khảo Thanh Bạch là 9 điểm. 3 con 9, 27 điểm. Xin chúc mừng Minh Trung và Minh Thư. Một số điểm cao. Và chúng ta đã tìm thấy chủ nhân mới của ghế nào. Xin chúc mừng Bùi Anh Tuấn và Tú Vi. Xin mời các bạn về khu vực phòng truyền thông. Nam Cường và Quế Vân phải rời chiếc ghế nóng của mình. Đó là sự hấp dẫn của đêm diễn. Và hãy cùng gặp Mã Lệ Picard nào các bạn ơi. Khoan khoan con, bình tĩnh. Các con ngồi đây. Rồi hai con đủ rồi, ngồi đỡ ghiền thôi. Ngồi lấy hên thôi, xuống dưới giùm cái đi. Xuống dưới. Trời ơi, xuống đi. Xuống nha. Rồi tuần sau các con lên lại, sợ gì? Đó, ngồi đây con. Hai con ngồi xuống. Chào thế nào? Hai con chào coi, chào. Rồi, giờ ghế nóng cũng đầy, ghế đá cũng đầy luôn. Thôi ta ngồi ghế súp. Trời ơi, tại sao ta chỉ có một cái ghế nóng mà ta không có đến 7 cái ghế nóng? Các con ơi, cặp nào cũng xứng đáng ngồi trên cái ghế nóng của ta. Mà giờ có một cái ghế nóng mà, không lẽ giờ các con ngồi trên đầu của ta? Đầu của ta cũng nóng lắm mà, ai mà ngồi được trên đây cũng không phải là đơn giản đâu nha. Nhưng vẫn câu nói cũ, các con ngồi trên đây cũng đừng có vội mừng. Và các con ngồi ghế đá cũng đừng có vội buồn. Bởi vì khán giả là người quyết định tối cao nhất. Quý vị khán giả luôn luôn bình chọn cho các cặp thân yêu của mình nha. Các con hãy nói lớn lên cái số bình chọn các con một lần nữa nha. 06 04 05 07 01 03. Đừng bao giờ quên bình chọn cho các cặp của ta nha. Và hãy luôn nhớ tổng đài 7557 và ví Momo. Bây giờ ta đi ngủ chút nha, nhức đầu quá. Lát ta quay lại liền, đừng rời khỏi màn hình nha.
với những phút cuối của chương trình Cặp đôi hoàn hảo đêm thi thứ hai. Và chúng ta còn hai phần trình diễn nữa, trong đó có một phần trình diễn của ca sĩ khách mời của chương trình, đó là Đông Nhi. Và còn một phần trình diễn của cặp thí sinh mà Phan Anh tin rằng quý vị luôn luôn chờ đợi sau khi chứng kiến phần trình diễn của họ ở cặp ở đêm thi thứ nhất. Và ngay bây giờ là cặp đôi và mã số bình chọn 02, Vân Trang và Quốc Đại. Sao sáng sắc hơn à, sáng nơi à ha, đêm nay em muốn nghe những lời ân ái em êm à, êm êm à ha, anh nghe em nói yêu em dài lâu nhé em ơi à, lâu dài em mong cho chiếc khóc chiếc khóc tươi màu em đang tròn kín. Một chiếc áo rực rỡ em vừa theo, em mong cho chiếc áo đó cũng như là mái tóc đêm ru được mặc trên dưới tay người. À hơi tim nơi ai cũng cho em đẹp xinh những nơi đây à nhà. Mình có thể mang điện thoại lên sân khấu và nhắn tin ngay cho các bạn. Thưa quý vị,
Vân Trang và Quốc Đài, mã số bình chọn 02. Mã số bình chọn 02. Ôi, rất là, tôi nghĩ rất là tuyệt vời. Và có một điều tôi chỉ muốn nói nhỏ nhỏ thôi. Nếu mà có cái đũa thần này thì tôi nghĩ rằng là, quan điểm tôi là không có người phụ nữ xấu. Nếu mà dùng đũa thần là chỉ dùng đũa thần với mắt của người đàn ông thôi. Người đàn ông nhìn phụ nữ không chỉ bằng mắt mà bằng cả trái tim nữa. Thưa quý vị, một lần nữa xin được giới thiệu mã số 02, Vân Trang và Quốc Đài. Các bạn làm rất thú vị và rất là hấp dẫn. Và bây giờ thì tôi có một yêu cầu nhỏ dành cho ba vị giám khảo. Nhận xét một câu và cho chúng tôi biết điểm. Đơn giản vậy thôi ạ. Chỉ một câu thôi ạ. Với giám khảo Quang Linh. Đây là tiết mục rất hay, tính giá trị rất cao, cho nên tôi cho số điểm tuyệt đối mà tôi có 10 điểm. 10 điểm, xin chúc mừng. Và chúng ta chờ đợi câu nói tiếp theo của giám khảo Bảo Lan ạ. I love you. I love you và số điểm là 975. Và các bạn đã sử dụng trong một tiết mục một cao trào là tuyệt vời. Hai cao trào cùng một tiết mục. Yeah! 10 điểm. We love you. Xin chúc mừng cặp đôi mang số bình chọn 02, Vân Trang và Quốc Đại. Đúng là niềm vui của người này là nỗi buồn của người kia. Hãy trở về khu vực phòng truyền thông và ghế nóng đang chờ đợi các bạn. Vân Trang và Quốc Đại. Có thể nói là cặp đôi của đêm nay. Xin chúc mừng. Về đây với ta. Xuống đây với ta. Ủa? Và thôi, có người nhường luôn. Ủa, con. Ta chưa có mời con xuống mà. Ta chưa mời. Con có lòng tự trọng của con á. Trời ơi, chia buồn với con nha. Rồi mời hai con ngồi lên đây. Con. Cởi áo này ra đi, đẹp mà. Đẹp. Ta thích như vậy đó. Đó, đẹp chưa. Rồi con ngồi đây đi. Trời ơi. Cái gì vậy con? Hay à, thật lòng mà nói ta không muốn các con khi ngồi trên đây rồi không muốn xuống. Nhưng mà đành như vậy thôi. Có như vậy thì các con mới có sự cầu tiến và các con có sự cạnh tranh để lần sau các con hay hơn, đúng không nè? Bây giờ cũng như câu nói cũ, con đừng có buồn nha. Khán giả không quên các con đâu. Khán giả luôn luôn nhớ đến các con và khán giả luôn luôn bình chọn cho các con. Quý vị khán giả thân mến, còn vài phút nữa thôi, tổng đài 7557 của chúng tôi chính thức đóng lại. Quý vị khán giả hãy nhanh tay bình chọn cho cặp nào quý vị khán giả yêu thích nhất nha. Nhớ tổng đài 7557 nha quý vị khán giả thân yêu. Sẽ đến với tiết mục tiếp theo là gì? Mã lệ phi cát. Nghe cái sướng vậy sợ. Bây giờ, để thay đổi không khí, mã lệ phi cát ta sẽ đem tặng cho tất cả các con cũng như là khán giả một tiết mục rất là hay, rất là hấp dẫn. Nhưng ta nói trước, ca sĩ này có hát hay đến đâu cũng không được ngồi trên ghế nóng này đâu nha. Ghế nóng này của con. Tiết mục của Đông Nhi qua ca khúc Bad Man. Bad Boy, trời ạ, mê trai hả? Quá, Bad Boy. Oh, Bad Boy. Mời quý vị xem nào. Đang cay
yên đâu đầu hay anh dối ra. Cứ quay mà anh sẽ quên rồi. Phải vội vàng như mây khói. Xin anh đừng quay về, quay về, quay về nữa. Thì năm nay đã quá lạnh lùng. Xin anh đừng mong chờ, mong chờ, mong chờ nữa. Anh trông em như năm tháng phai hoa. Cảm ơn ca sĩ Đông Nhi và Vũ Đoàn Bước Nhảy. Các bạn đã mang đến chúng tôi một phần trình diễn rất là ấn tượng và rất cuốn hút. Một lần nữa xin được cảm ơn Đông Nhi. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của chương trình. Muốn đến với phần tiếp theo của chương trình thì bây giờ Phan Anh phải thông báo một điều rất là quan trọng. Đó là chúng ta phải đóng tổng đài bình chọn lại, đúng không Mã Lệ Phi Cát? Đúng rồi. Thưa quý vị, tổng đài 7557 và ứng dụng ví Momo dành cho việc bình chọn cho các cặp thí sinh của chương trình Cặp Đôi Hoàn Hảo trong đêm nay đóng lại tại thời điểm này. Còn bây giờ thì quý vị hãy cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng của đêm nay với chúng tôi. Em quay đi trong bảy cặp thí sinh trải qua 9 đêm thi, trong đó có 3 cặp thí sinh cuối cùng bước vào đêm chung kết thứ 10 với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 1 tỷ đồng. Trong đó quán quân của chương trình sẽ giành được 200 triệu đồng, thí sinh chiến thắng hàng đêm sẽ đạt được giải thưởng 50 triệu đồng, trong đó có 20 triệu đồng đến từ ứng dụng ví Momo chuyển nhận tiền qua di động.
thí sinh đạt điểm ban giám khảo cao nhất trong đêm sẽ nhận được giải thưởng 26 triệu đồng, trong đó có 10 triệu đồng tiền mặt và một cặp Lumia 830. Ngoài ra, cặp đôi thí sinh được yêu thích nhất hàng tuần cũng sẽ nhận được một cặp điện thoại Lumia 730 do nhà bán lẻ công nghệ FPT Shop cung cấp. Bên cạnh đó, khán giả bình chọn cho thí sinh mà bạn yêu thích nhất bằng cách soạn tin nhắn mã số thí sinh và gửi về tổng đài 7557 hoặc bình chọn trên ứng dụng ví Momo để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng hàng tuần và 10 triệu đồng hàng đêm. Khi nhắn tin bằng ứng dụng ví Momo, khán giả sẽ được miễn phí 3 tin nhắn đầu tiên. Ngoài ra, khán giả may mắn bình chọn hàng tuần hoặc trong đêm cũng sẽ có cơ hội nhận được một chiếc điện thoại Lumia 730 từ nhà bán lẻ công nghệ FPT Shop. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập tại trang web www.cặpdôihoànhảo.vn. Wow, có rất là nhiều giải thưởng dành cho các cặp thí sinh cũng như là quý vị khán giả khi tham dự chương trình. Và Mã Lệ Phi Cát, nàng đã nhắn tin cho cặp đôi nào chưa? 7 cặp đôi ta nhắn đều hết, ta không bỏ cặp nào bởi vì cặp nào cũng là con của ta. Như vậy thì sẽ rất là khó để tìm ra ai là người chiến thắng đúng không ạ? Nhưng mà ban giám khảo và quý khán giả sẽ là người tinh thông nhất. Ban giám khảo và quý vị khán giả là người tinh thông nhất. Và với ban giám khảo của chương trình ngày hôm nay, họ đã giúp chúng ta tìm ra cặp đôi có số điểm mà ban giám khảo dành cho cao nhất. Và trước tiên thì chúng ta hãy một lần nữa chúc mừng cho cặp đôi mang mã số bình chọn 02, Vân Trang và Quốc Đại. Và xin mời giám khảo Quang Linh và Bảo Lan bước lên sân khấu để trao món quà dành cho cặp đôi có số điểm của ban giám khảo cao nhất đêm nay. Đôi này sẽ nhận được một giải thưởng trị giá tiền mặt là 10 triệu đồng và một cặp điện thoại Lumia 830. Một lần nữa xin chúc mừng. Một lần nữa xin chúc mừng 02, Vân Trang và Quốc Đại. Thưa quý vị, bây giờ thì tôi muốn mời giám khảo Thanh Bạch bước lên sân khấu, sẽ là người trao giải cho cặp đôi có tổng số điểm bình chọn của ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả cao nhất và là cặp đôi giành ghế nóng chính thức của đêm nay. Cặp đôi này nhận được tổng số điểm quy đổi của cả ban giám khảo và khán giả rất cao. Thưa quý vị, điểm của ban giám khảo là 7, quý vị có thể đoán ra rồi đúng không ạ? Và điểm quy đổi dành của khán giả là 6, và cặp đôi này nhận được tổng số điểm là 13 điểm. Mã số bình chọn 02, Vân Trang và Quốc Đại, một lần nữa xin được chúc mừng. Và những cặp đôi tham dự đêm nay có số điểm thứ tự như sau: Tú Vui Bùi Anh Tuấn 10 điểm, Hà Duy Dương Hoàng Yến 10 điểm, Quế Vân Nam Cường 8 điểm, Jennifer Phạm Đức Tuấn 8 điểm, Minh Trung Minh Thư 6 điểm, Nhan Phúc Vinh Đinh Hương 5 điểm. Đó là số điểm quy đổi của cả số điểm ban giám khảo và số lượng tin nhắn bình chọn của quý vị khán giả dành cho họ. Và cặp đôi giành ghế nóng của đêm nay nhận được phần thưởng trị giá 50 triệu đồng và họ cũng sẽ trao món quà trị giá 10 triệu đồng cho quỹ tấm lòng Việt và để ủng hộ cho các em bé nghèo vùng cao huyện A Lưới. Một lần nữa xin được chúc mừng Vân Trang và Quốc Đại. Chúng tôi cũng xin được chúc mừng khán giả Ngô Đình Nghĩa, chủ nhân số điện thoại 0942870956 ở Bình Sơn, đã nhận được giải thưởng là chiếc điện thoại Lumia 730 do Microsoft Mobile cung cấp và 10 triệu đồng từ ví Momo chuyển nhận tiền qua di động. Một lần nữa xin được cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị khán giả dành cho chương trình Cặp Đôi Hoàn Hảo cũng như là các thí sinh. Xin chào và hẹn gặp lại.